Chào các bác nhá. Chào các bác quay trở lại kênh Phụ Tùng Đồ Chế Xe. Hôm nay giới thiệu các bác đây là cái bộ càng sau dành cho người khuyết tật đây. Em hôm nay em chở lên Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Tây cũ ấy, giao cho ông anh cửa hàng chuẩn bị lắp cho khách. Giới thiệu để gửi đến anh em. Đấy. Một bộ càng đầy đủ ấy, nó rất là lắp vào một cái càng xe số rất là đơn giản nhá. Con này lắp vào xe Dream mới lại cốt 10 này. Đây cốt này, em gỡ ra cho các bác xem nhá. Tụt ra thôi anh chưa. Tụt ra thôi. Chặt. Một đóng chặt tụt ra thôi. Đấy. Cái này là các bác về tháo cái đuôi đằng sau của xe số ra, lắp vô là chạy thôi. Dành cho anh em nào chân yếu, người khuyết tật. Cái này nó có đầy đủ bộ số lùi các bác nha. Số lùi là hệ tay bóp phanh này này, quay kia. Còn hệ chuyển động là hệ chuyển động xích, có vi sai nên là khi vào cua rất là mượt mà, dè rước rất là chắc chắn nha các bác nha. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0845908786. Đấy, em tên Mạnh nha. Đấy, bộ càng này thì đóng cho người khuyết tật, người nào chân yếu thì đi rất là phù hợp. Thì hiện tại cũng có rất nhiều người có nhu cầu nhưng mà chưa biết tới, thì em hôm nay làm video để giới thiệu đến anh em. Đấy, một cái bộ càng như thế này rất là đơn giản. Ở bên em thì đã đóng hoàn thiện thành bộ như này, về thì ra tiệm xe máy lắp vào là chạy thôi. Đấy, thì cái bộ này thì em ship toàn quốc các bác nha. Các bác kiểm tra hàng, nhận hàng rồi mới trả tiền. Đấy. Với bộ này thì cũng có bảo hành đàng hoàng cho từng phụ tùng. Đấy, một đôi bánh này, phanh vi sai, xích, số tiến lùi, dè inox đó. Đây, toàn cảnh này các bác. Các bác xem kênh thì thấy hay thì ủng hộ kênh, nhấn đăng ký kênh. Rồi cuối cùng em cảm ơn các bác nha.